Xin phép anh em 15 giây. Hiện tại thì Facebook group Hảo Công Nghệ của chúng mình đang tổ chức mini game cực kỳ hấp dẫn và có cực kỳ nhiều phần quà luôn. Và anh em hãy tham khảo link Facebook ở dưới phần mô tả video nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cả nội dung chính ngày hôm nay. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Latter Z, mình là Review và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả số hỏi đáp thứ hôm nay bao nhiêu 83 rồi. Số 93 anh. À 93 rồi. Ui thật là một cái quãng đường rất là dài và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi anh em gửi đáp. Anh em gửi lên những số hỏi đáp số 92. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên luôn để không làm mất thời gian các bạn nữa, đúng không? Yeah. Rồi, đến với câu hỏi đầu tiên luôn. Của bạn Break Painkiller, cho em hỏi là các Gear Fork có giúp gì cho việc chạy các phần mềm SolidWorks, CFD, Ansys không ạ? Ừ. À, với SolidWorks thì mình nghĩ là GeForce có thể chạy được, nhưng với Autodesk, CFD và Ansys thì đây là những phần mềm dạng mô phỏng, simulation thì cái công việc mà Quadro sinh ra cho những công việc này là chính. Còn với GeForce thì anh thấy là GeForce không nhiều người anh em học cơ khí học chọn GeForce để làm mô phỏng lắm, thì vì nó khá là đuối ấy. Có thể ví dụ như là những bài test về CPU perf thì như kiểu mấy bài như là Semantic rồi Ansys, à nếu mà có Ansys chẳng hạn, chắc chắn một điều là không chạy được, nó khá là đuối. Công việc của những cả GeForce là tính nhanh chứ không phải tính chính xác. Vì vậy nên là Quadro sinh ra cho những công việc này hơn. Rất cảm ơn câu trả lời của anh Duy dành cho bạn. Còn bây giờ sẽ đến với câu hỏi số 2 của bạn Huỳnh Khang. Mấy anh cho em hỏi là có những mẫu laptop nào pin trâu như Zephyrus G14 không ạ? Thì mình thấy là thực ra là những mẫu laptop pin trâu như Zephyrus G14 thì có rất là nhiều. Ví dụ như là chiếc HP Envy mình có trên bàn đây cũng là một mẫu laptop pin rất là trâu. Tuy vậy thì mình đoán là bạn đang hỏi là laptop gaming thì có mẫu nào pin trâu như Zephyrus G14 không, thì theo như mình thấy thì cũng không có quá nhiều mẫu nhỉ. Ngoài Zephyrus G14 thì mình chỉ thấy có mẫu GE66 là pin nó cũng khá là trâu thôi. Anh Duy thì anh có nghĩ ra được mẫu nào không, bởi vì anh được trải nghiệm rất là nhiều ấy. Anh nghĩ là em quên mất một mẫu kiểu như Razer Blade ấy. Razer Blade là dạng kiểu Ultrabook Gaming thì nó pin nó cũng trâu ấy. Thêm vào đấy thì có một vài mẫu mà anh đánh giá là nó trâu nhưng không trâu được như G14, như kiểu con HP Omen. HP Omen quản lý pin rất là tốt, mặc dù là nó là một con laptop gaming dạng truyền thống hơn là một chiếc Ultrabook Gaming. Hay là một chiếc Flow X13 cũng là một vài những mẫu kiểu là hiện tại nó cũng dạng là pin trâu rồi cấu hình mạnh, thì cũng là sự lựa chọn hợp lý. Tổng kết lại thì có một số mẫu laptop pin trâu kiểu như là Zephyrus G14 này, hay là Razer Blade này, Flow X13 hay kể cả đó là HP Omen nữa. Thì bạn có thể chọn một trong các mẫu laptop mình vừa kể trên. Bây giờ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hula Hula. Cho em hỏi là tại sao GPU của AMD lại không phổ biến bằng NVIDIA ạ? GPU của AMD tại sao không phổ biến bằng NVIDIA thì sau một cái năm mà AMD bị drop rất sâu ở thị trường, lúc đấy thì sau một thời gian dài bắt đầu AMD mới trở lại đây khoảng 3-4 năm đúng không? 4 năm. Và vì vậy để việc mà GPU của AMD mà nó phổ biến được ở NVIDIA cũng phải mất một khoảng thời gian nữa. Tại vì sau một khoảng thời gian họ phát triển CPU và đồ họa rất tệ. Những CPU nó tiêu thụ quá nhiều điện, nó nóng, rồi cả đồ họa nó cũng tiêu thụ điện nhiều và nóng. Thì cái việc mà GPU AMD không phổ biến thì cũng chỉ tại AMD ngày xưa đã làm chưa tốt, và bây giờ họ đang comeback trở lại rất là mạnh. Kể cả bây giờ em thấy là GPU của AMD họ vẫn giống, hơi giống ngày trước ấy, là hiệu năng thì được cải thiện rất là nhiều, nhưng mà những cái bản driver cập nhật đầu ấy thì nó vẫn kiểu nó chưa ổn định lắm. Càng về sau thì nó lại càng mạnh và nó càng tăng hiệu năng lên. Cái đấy cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho những cái người dùng họ thường thích cái ăn sổi hơn thì họ hay chọn NVIDIA hơn. Câu hỏi tiếp theo của Thế Hào Lý thì bạn hỏi là hai anh cho em hỏi là MX 450 xài AutoCAD với chơi LLL AF14 được không? Thì có vẻ như bạn này đang ở trong môi trường học tập ấy. Học tập. Thì anh nghĩ là MX 450 cũng đủ để làm AutoCAD với cả là chơi được F14 rồi. Có thể gọi trong mức học thì vô tư, và mức làm thì hơi đuối một chút. Hơi đuối. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trần Duy An. Ở đây lắp RAM Flex Mode khác dung lượng nhưng cùng bớt có bị bóp hiệu năng không? Mong hai anh trả lời. Flex Mode khác dung lượng nhưng cùng bớt. Khác dung lượng thì nó sẽ không tính là đua. Không tính là đua channel, mà đua channel nó bắt là phải cùng dung lượng thì mới chạy đua được, thì thành ra thì cái hiệu năng nó sẽ không cải thiện, chứ không phải nó bóp mà nó không cải thiện thôi. Không, thực ra là cái flex mode ấy, theo như em được biết ấy, thì nó vẫn chạy đua channel, nhưng mà nó chỉ chạy đua channel chẳng hạn như là anh lắp một thanh 8 với một thanh 16 nhá, thì nó chỉ đua ở channel của thanh 8 và 8GB đầu tiên của thanh 16 thôi. Đấy, nó kiểu như vậy. Thì không biết là hiệu năng của nó thì có được giống như là hai thanh 8 hay mình cũng chưa test, mình chưa test bao giờ nhỉ. Chưa test bao giờ. Có khi phải làm vài test đi, thoảng lắp cọc cạch RAM xong rồi test game cho anh em ấy, để xem là hiệu năng nó ra sao. Anh em có đồng ý thì lại để comment ở dưới số bình luận, chúng mình sẽ làm video sớm, trong thời gian sớm nhất có thể. Thế thì là câu hỏi của Zereno Mobile thì bạn hỏi là hai người trước đây anh review bảo F15 của Dynamic Boost, vậy thì em hỏi bật Dynamic ở đâu, và em cảm ơn anh mong anh trả lời giúp em. Thì cái Dynamic Boost này anh cũng sẽ nói luôn cho bạn là
Khi mà nhiệt độ CPU nó mát thì lúc này càng đồ họa của chiếc máy này sẽ được đẩy lên nhiệt độ ở mức cao hơn một chút so với những gì mà chúng ta biết. Chúng ta thường thấy là hãng đoán là 75W nhưng có thể là cộng 10W nữa để khi Dynamic Boost nó sẽ tăng được hiệu năng càng đồ họa lên. Thì bạn có cần bật gì không thì câu trả lời là không. Bạn chỉ cần là khi mà chơi game bật cái chế độ Turbo thì lúc này là cái hiệu năng của chiếc máy sẽ được bung mạnh nhất. Thế là được rồi. Đến với câu tiếp theo của bạn KSTNDA, kênh sáng tạo NDN. Hai anh cho em hỏi giữa con Bravo 15 R5 RX 5500M với RG G513 Ryzen 7 GTX 1650 thì nên chọn con nào ạ? Về cấu hình trước đi. Cấu hình cho bạn về cấu hình trước đi. Cấu hình thì anh nghĩ là con Ryzen 7 ăn đứt. Tại ăn đứt à? Con RX 5500 thì nó sẽ mạnh hơn con 1650 một xíu. Thì cá nhân anh thì anh sẽ chọn con ROG 513 tại vì anh thích CPU mạnh. Em thì em lại thấy là chúng ta vẫn kiểu bạn chưa nói rõ chúng ta là nhu cầu của bạn là gì. Nếu như mà bạn ưu tiên là cái việc chơi game, trải nghiệm game hơn ấy thì có thể chọn RX 5500M. Thứ nhất là bản thân nó ngay tại thời điểm hiện tại nó đã đang mạnh hơn con 1650 một chút rồi, mà càng về sau thì nó lại càng được cập nhật thêm hiệu năng. Nhưng mà nếu mà bạn thích cái công việc của bạn game không quá nặng mà bạn cần xử lý nhiều công việc, nhiều đa nhiệm, và bạn thích một cái thiết kế nó chắc chắn, nó có đèn led nó rất là đẹp, thì mình nghĩ là RG 513 sẽ phù hợp hơn. Thêm vào đấy thì con Bravo sẽ có webcam, còn ROG thì là không có. Đấy cũng là một điều đáng để chúng ta cân nhắc đấy. Câu tiếp theo của Nhã Nguyễn thì bạn hỏi là Ad ơi cho em hỏi là cạnh dưới của con HP Omen 2020 khi em sử dụng thì thấy nó khá nóng mà không biết có bất thường hay không, em cảm ơn. Cái cạnh dưới của màn hình là cái cạnh phần màn hình. Phần dưới này đúng không? Phần mặt đúng rồi, B này, đúng không? Ngay phần này. Phần đấy thì anh nhớ không nhầm là HP nó có khoe để tản nhiệt, tản gió ra, thì cái việc nóng là chuyện bình thường. Cái này sẽ không phải vấn đề quá lớn vì đa phần là các hãng design thì họ cũng đã tính hết cái vấn đề này rồi. Họ cũng không muốn là bảo hành sản phẩm mình quá sớm, thường là như thế. Rồi. Đây không phải là vấn đề lăn tăn đâu. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hữu Toàn Nguyễn. Cho em hỏi là Asus G15 và G14 Razer Blade trong phân khúc 35 triệu thì em nên chọn máy nào ổn? Em có nên mua thêm Alienware M15R5? Em là sinh viên marketing có nhu cầu chơi game FPS và các game offline. Như bạn này kiểu mua hai con lắp luôn đấy, kiểu mua G14 hoặc G15 xong rồi dư tiền có mua hẳn con Alienware cho máu. Thế cá nhân anh nghĩ thì sẽ chọn con G14 để mang đi mang lại cho nhẹ. Xong rồi mình dư tiền rồi thì cứ mua một con M15R5 là hợp lý. Đấy. Sắp có bài đánh giá cho các bạn rồi đấy. Thì cái con M15R5 này mình nghĩ khá hợp để các bạn để máy ở nhà rồi ngồi chơi thì cũng rất ok. Thêm con G14 nữa để mang đi mang lại là cũng hợp lý. Con G15 này đánh giá không cao lắm vì thiết kế nó cũng giống G14, nhưng G14 thì nó gọn nhẹ hơn. Rất cảm ơn anh review dành cho câu trả lời của bạn. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Diễm Quỳnh. Sau đợt này laptop sẽ đắt hay rẻ vậy anh? Đoán xem. Giờ bọn anh cũng không biết được luôn. Kiểu là tình hình bây giờ bên Trung Quốc nó khá là dập mông lung ấy. Bây giờ hàng về bao nhiêu cũng không biết, rồi giá nó cao hay thấp cũng không biết. Nhưng trong tương lai tới, ở đây sau đợt này anh không biết được đợt này nó kéo dài bao lâu, nhưng sau đợt này thì chắc là sẽ giảm, còn cứ đợt này thì nó vẫn sẽ tăng, thường là như thế. Đến với câu tiếp theo của bạn Kiệt Quốc. Cho em hỏi nếu tải app crack nhưng mà Windows Defender em không tắt thì có bị nhiễm virus không ạ? Thực ra là tải app crack mà không tắt Windows Defender ấy, thì Windows Defender nó sẽ nhận cái phần mềm crack của các bạn ấy, nó là một phần mềm không chính thống. Thế nên là chắc chắn nó sẽ có hành động nó chặn cái việc cài đặt phần mềm đó ở trên hệ thống của chúng ta. Vì bây giờ hiện nay tất cả các Windows đi cùng máy nó đang là Windows bản quyền. Nó không còn nhiều những cái trường hợp là sử dụng Windows crack như ngày trước nữa. Tuy vậy thì cái việc là trong app đấy nó có kèm virus hay không thì nó tùy thuộc vào cái nguồn mà bạn chọn. Có những nguồn nó không sạch sẽ lắm thì nó sẽ cài thêm một số những cái virus mã độc hay là cho gian gì đấy để theo dõi các bạn chẳng hạn. Còn ví dụ như là một số những cái website chẳng hạn như của các pháp sư ngang ngố vui vẻ Repack.me thì chúng mình dùng crack thường xuyên rồi cũng chưa thấy có hiện tượng gì xảy ra cả. Nên là mình nghĩ là virus hay không thì nó tùy thuộc vào cái nguồn mà bạn chọn. Chứng tỏ là tin ai cứ tin, tin mấy anh Nga là chuẩn nhất. Còn tiếp theo của Việt Anh Nguyễn, nếu một câu rất hay luôn là bạn hỏi là em muốn xuất hiện từ YouTube sang monitor bằng cổng Thunderbolt 4 thì có thể bypass Optimus có bằng việc connect thẳng Vega không ạ? Câu trả lời là có. Vì là Thunderbolt 4 nó sẽ coi đó là một cổng DisplayPort, vì vậy nên cái việc mà cái bypass Optimus là chắc chắn có thể là làm được. Đồng thời là monitor không có cổng USB thì em dùng cửa Type-C DisplayPort thì có hiệu năng đáng kể hay không? Có hiệu năng kể trên hay không thì có, vẫn bạn có thể bypass được Optimus tại vì lúc này cái máy của bạn nó nhận là xuất hình qua DisplayPort. Bạn ấy vào physics của trong NVIDIA control panel là được, không vấn đề gì. Thì ok, tiếp đến là bạn hỏi là Vong Hoa Z giải đáp thì bọn mình đã giải đáp luôn rồi. Thì nói chung là về dây chuyển đổi, taxi rồi tất cả mọi thứ nó không quan trọng lắm. Chỉ quan trọng là khi bạn xuất cái màn hình từ cái như nào, bạn xuất từ máy ra là bạn dùng DisplayPort.
thì nó sẽ auto là bypass được cái Optimus. Và trong thời gian tới mình sẽ có một video chia sẻ về Optimus nên anh em hãy tham khảo, chuẩn bị tham khảo trên kênh nhé, subscribe. Ok, hãy subscribe nha. Câu hỏi tiếp theo đi, của Bảo Duy. Cùng người cùng tên người mình, bạn hỏi là bạn học kiến trúc. Cần một máy i7 nên mua con nào? Nên mua con nào? Em đang phân vân giữa Nitro 5 và i7 thì ổn không? Nitro 5 i7 ổn, nhưng mà là i7H45. i7H45 cụ thể là mã i7 11800H. 11800H sẽ có 8x16 luôn. Đúng, bản đó sẽ rất ổn. Còn đối với bản mà i7-11375H thì thực ra mình thấy là phiên bản i7-11375H nó cũng ổn đấy. Tuy vậy thì phiên bản này nó không được cải thiện quá nhiều so với phiên bản i5-11300H. Cho nên là nếu được thì hãy chọn luôn là 11800H để có cái hiệu năng nó cải thiện được đáng kể hơn rất là nhiều. Coi tiếp theo. Ok, xin lỗi. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Vĩnh Phan. Chào hai anh đẹp trai. Em có dùng một laptop hơi cũ là Dell Precision M4007. Sạc sau, các sạc sau khi cắm cho máy sử dụng được một thời gian đều chập điện. Hiện đã nổ một sạc hãng và một sạc ngoài. Liệu có phải do sạc hay do máy làm ảnh hưởng đến sạc ạ? Đoán. Anh đoán đấy nhá, là càng bạn, nhỉ? Bạn rất đen khi mà đi chọn phải sạc không phải là sạc chính hãng, hoặc là sạc không phải sạc không zin. Thì cá nhân anh nghĩ thì cái này nó có nguyên nhân đến từ cả máy lẫn từ cả sạc. Thì thực ra nếu em mà có điều kiện thì hãy đến Laptop AZ khám bệnh. Thì cái bệnh này anh nghĩ là ở bên Laptop AZ cũng quá quen rồi. Cái vụ chập sạc này thì cũng không lạ gì, nó đến có thể từ máy và cả sạc luôn. Đấy, thì hãy lưu ý vấn đề này nhá. Cái vấn đề này thì thực sự anh không phải là thợ thuyền gì nên cũng không thể nắm bắt được 100%. Nó cũng nhiều nguyên nhân mà. Câu tiếp theo của Xuân Huy. Thì bạn hỏi là mấy anh cho em hỏi 20-21 triệu nên chọn Bravo hay Nitro R5 để học online và vẽ cơ khí. Đấy. À, lại vẽ cơ khí à? Học online vẽ cơ khí à? Dạo này có nhiều bạn học cơ khí nhỉ, không biết có tính từ bách khoa không? Không biết là... À nhưng mà các bạn này chắc là không sinh năm 96 anh ạ. Thế là không được tính rồi. Trong thời gian 20-21 triệu thì mình thấy là đối với hai cấu hình của Bravo 15 hay là Acer Nitro 5 thì đều có thể đáp ứng được nhu cầu học của chúng ta. Còn về làm thì đương nhiên là khi làm thì chúng ta sẽ phải chọn ra những cái hướng đi nó chuyên sâu hơn, thì khi đó thì chúng ta sẽ chọn một cái cấu hình khác nó chỉ tối ưu cho mình cái hướng đi của chúng ta mà thôi. Nên là ở hai cấu hình này thì trong khoảng từ 20-21 triệu mình sẽ thích Bravo 15 hơn, bởi vì là về chất lượng hoàn thiện hay là về mọi thứ khác thì Bravo 15 cũng khá là tương đồng với Nitro 5, nhưng mà về cấu hình thì Bravo 15 nó cho cái hiệu năng nó tốt hơn. Câu hỏi tiếp theo của Nam Nguyễn. Câu hỏi 17 rồi thì bạn hỏi là trong thời gian 25-30 thì nên bạn nên dùng LL này, dùng Valorant, dùng CS:GO và chơi Adobe. Thì nên mua con nào? Thì bạn hỏi là nên chọn 3050 1660 Ti. Thì 3050 1660 Ti chắc là anh sẽ chọn luôn 1660 Ti. Em cũng thế, em cũng chọn 1660 Ti. Nhưng bây giờ mẫu nào còn 1660 Ti tại giá này thì anh lại không biết là MSI Stealth 15M. Cũng là sự lựa chọn tái chế cấu hình hợp lý. Ok, vậy anh nghĩ là con Stealth 15M nó cũng hợp lý với những cái nhu cầu này, tại vì nó cũng dùng dạng mỏng nhẹ, cấu hình nó cũng vừa phải và được cái 1660 Ti như trên máy này thì cũng được. Đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Anh. Hai anh cho em hỏi là Acer Zephyrus G14 và IdeaPad Slim 5 Pro thì nên chọn con nào ngon hơn? Em chơi PUBG này, GTA 5 và học công nghệ thông tin, mong hai anh giải đáp ạ. Hai này khó chọn đấy. Cân kèo nhỉ. Bây giờ chú chọn nào? Em thì em vẫn chọn G14 thôi. Anh dù là không có cam đâu, nhưng thực ra cái vấn đề cam thì em nghĩ là có thể khắc phục được. Mà em rất thích G14 ở cái vấn đề nó là pin nó rất là khỏe này, cấu hình thì vừa đủ, và tất cả những cái trải nghiệm khác của em trên con máy này trong cái khoảng thời gian em được trải nghiệm ấy thì nó đều đáp ứng rất là tốt. Anh thì là người già, anh thích IdeaPad 5 Slim Pro vì mình thiết kế nó nhẹ nhàng, nó hợp với cả người đứng tuổi như anh. Nó có cấu hình đủ để chơi FIFA, LOL, Valorant, nó cũng có cái màn hình đẹp luôn. Thì nói chung là hai con này rất là ngang ấy, nhưng mà anh nghĩ là anh sẽ chọn con IdeaPad Slim 7 Pro mà 5 Pro, tại vì là nó hợp với cái thiết kế lẫn là cái công năng sử dụng tốt hơn. Nhưng mà anh nghĩ thì mức nhiệt độ nó sẽ không bằng con G14, khả năng cao như vậy. Rồi, chốt lại là mình thấy hai mẫu này rất là cân tài cân sức với nhau ấy, nên là mình nghĩ là tùy thuộc vào việc bạn, cái thị giác của bạn và cái cảm nhận cá nhân của bạn, bạn thích con nào hơn thì bạn chọn thôi, chứ còn xét về cấu hình hay là mọi thứ khác thì nó rất là ngang nhau. Câu tiếp theo của bạn Nguyễn Trần Thiên Phú Nguyễn Du JL. Tên của bạn dài quá. Cho em tham khảo G15 5515 Ryzen 5 3050 RAM 16 với lại Nitro 5 i5-11400 3050 RAM 8 nâng lên 16 thì cái nào đáng mua hơn? Chắc chắn là con Dell G15. Dell G15 là một phiên bản rất đáng mua. Alienware giá rẻ. Đúng. Mặc dù nó hơi nóng tí nhưng mà được cái là cái design lẫn cái chất lượng hoàn thiện nó khá ổn. Cá nhân mình thì mình sẽ chọn con G15 hơn là con Nitro 5 Eagle đấy. Rồi, đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Võ Hùng.
hay anh cho em hỏi nên chọn ROG G513 hay là TUC A15? ROG G513 chắc chắn là vô địch tầm giá, làm gì có nào bằng. Anh phải phân tích cho bạn là TUC A15 thì nó với ROG G513 thì nó khác nhau như thế nào chứ. Ok, bây giờ nha, con TUC nó sẽ có webcam. Đúng. Còn không còn lại điểm gì hơn cả. Mỗi thế. Ừ thế thôi, tại vì nó con ROG nhẹ hơn. Không. Nó ROG nó cũng là 2.1, con TUC cũng là 2.0. Ừ. Thì thành ra nó cũng ngang nhau ấy. Nhưng mà em thấy không, con giá của ROG với con TUC nó chênh nhau rất là nhiều. Con TUC nó dao động ở khoảng 32 cho con R7 và 3060 đúng không? Con ROG nó phải lên 35. Thì bây giờ theo chiếc lý là con nào đắt hơn thì mua thôi. Tại gì mua con rẻ đúng không? Tiền nào của đó. Chỉ tiếc là con ROG thì nó không webcam. Oh. Chắc chắn là ROG là chắc chắn là vô địch rồi. Rồi. Ừ. Đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Thái Bình Nguyễn. Anh ơi, em sử dụng laptop chỉ để dựng video trên các phần mềm của Adobe thì nên chọn Legend 5 chip AMD hay là Legend 5 chip Intel ạ? Em rất mong sẽ có được lời khuyên từ anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều. Ừ. AMD hay Intel? Bây giờ AMD cũng support encode, decode bằng Vega On rồi. Support hết rồi. Và bây giờ con Ryzen thì nó chỉ thua đúng đơn nhân thôi. Thì mỗi con Intel và AMD đều có lợi thế. Anh nghĩ thì với mức giá thành các bạn bỏ ra cho Intel và AMD mà cùng spec, ví dụ như con R7 nó khoảng 8 x 16 luồng và con i7 lúc đấy là 2020 đúng không? Chúng ta có 6 x 12 luồng hoặc 8 x 16 luồng. Nhưng nói chung về mức giá, mặt bằng chung thì con R7 nó vẫn rẻ hơn con i7. Thì cá nhân anh thì chắc chắn anh sẽ gọi con AMD Ryzen hơn. Tại vì anh thích cái sự tiết kiệm và hiệu năng mang lại vẫn không có chênh lệch quá nhiều. Hiện tại là như vậy. Còn đối với em thì em thấy là nếu như bạn chú trọng vào cái thời gian làm việc của bạn ấy, nhưng quá trình làm việc của bạn, bạn muốn mượt mà hơn thì bạn có thể chọn Intel. Vì Intel có cái xúc đơn nhân nó rất là kinh dị ấy. Ừ. Còn nếu như bạn muốn kiểu bạn render nhiều và bạn cần phải gọi là tiết kiệm thời gian render cho bản thân mình ấy, thì chúng ta sẽ chọn AMD để lấy cái lợi thế là nhiều nhân và nhiều luồng. Đó. Đó, câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Nếu bạn nào có những câu hỏi hay những băn khoăn gì hãy comment dưới bình luận, bọn mình sẽ tổng hợp và trả lời trong những số hỏi đáp tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ và tham khảo những mẫu Laptop Gaming hoặc là Ultrabook ở dưới phần mô tả video. Và nhiều chương trình ưu đãi mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Và bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video sau. Cảm ơn các bạn.